Trước tiên hết thì Phương Nga xin gửi lời chào đến tất cả toàn thể tất cả các anh chị và các bạn và mọi người. Hôm qua thì Nga mới vừa nhận được một cái tin cảm giác là rất là vui, rất là mừng, và Nga muốn chia sẻ cho các anh chị và các bạn về cái này là thiên về việc học hành và việc học Anh văn. Thì Nga cũng muốn nói như thế này là trong những cái ngày tháng vừa qua, những cái gì mà về bên giáo dục là lĩnh vực Anh văn mà của con nít á, và các anh chị ba mẹ, các anh chị là ba mẹ hay là các anh chị là cô chú của, hoặc là ở nhà có em nhỏ mà sắp tới đây tham dự vào các kỳ thi mà của do Sở Giáo dục người ta tổ chức, và sắp tới đây thì sẽ được thực hiện đồng loạt, thì rơi tùy theo từng trường thì người ta sẽ tổ chức vào các đợt của tháng 4, tháng 5, tháng 6, tháng 7, tháng 8, thì tùy từng trường và tùy từng cái giai đoạn của các em. Nga cũng xin nói là ở giai đoạn từ lớp 1 cho đến lớp 4 thì hầu như thầy cô sẽ, cái đó là mình cũng không cần nhất thiết là phải thi, muốn thi hay không thi tùy theo phụ huynh. Nhưng mà ở giai đoạn lớp 5 thì Nga khuyên là tất cả anh chị phải thi, tại vì cái đó là cái nền tảng để khi các em vào giai đoạn của cấp 2 và người ta sẽ có dựa trên một phần của bên tiếng Anh là chính. Và Nga cũng muốn chia sẻ với các anh chị như thế này. Đầu tiên bây giờ Nga, do Nga nhận cái tin vui này là đột ngột, và trong cuối tuần vừa rồi thì Nga được học sinh của, giống như là mấy em học sinh mà của Nga hướng dẫn á, có báo, và Nga cũng rất vui mừng khi mà Nga thấy cái kết quả của các em đạt được, mà đến nỗi mà ngoài cái sự mà mong đợi của Nga. Và Nga qua đó thì mình cũng sẽ hướng dẫn cho ba mẹ có thể là ôn luyện cho các em mà để đạt kết quả cao, và là nền tảng để cho mà ba mẹ khỏi phải lo lắng gì trong những ngày tháng sắp tới của các em ở giai đoạn bắt đầu chuyển lên cấp 2 và chọn trường. Như thế này là cuối tuần vừa rồi thì mình có nhận, có nghĩa là trong một loạt, mà thật sự ra là cái này là mình chỉ là ôn luyện để cho mình đừng có quên đi cái khả năng Anh ngữ của mình thôi. Là trong cái quá trình mình dạy ôn tập cho các em á, thì khi mà các em báo cho mình tất cả cái kết quả hầu như là đạt hoàn toàn cái ngoài sức tưởng tượng. Có nghĩa là một cái bạn mà gọi là bình thường, kinh khủng, nhưng bây giờ em này có một cái sự vượt bậc là nằm trong cái chuẩn mà ok. Rồi những có những cái em mà tương đối là ở tầm khi mà thi ở cái trình độ mà khép, và bây giờ Nga muốn nói luôn là khi chuyển qua thì bây giờ Nga chỉ muốn focus thêm một cái trình độ, đó là trình độ khép trước, và Nga sẽ không có, chưa có chia sẻ các anh chị về cái trình độ là starter mover flyer. Nga sẽ focus trình độ khép trước đi, tại vì cái này cũng giống như là flyer nhưng mà nó cao cấp hơn một chút. Và cái này là hầu như là đến cái giai đoạn cấp 2, và nếu như ba mẹ có khuynh hướng mà mong cho các con em của mình vào những cái trường chuyên, như ví dụ như những cái trường Trần Đại Nghĩa này kia, thì những cái mẫu khảo sát của người ta sẽ là đưa đến trình độ khác, tại vì trình độ starter, trình độ flyer thì hầu như là bây giờ là giống như đại trà rồi. Do đó là Nga sẽ hướng dẫn cái những cái starter mover flyer đó vào những đoạn video kế tiếp. Nhưng mà do mà Nga mới vừa ôn luyện xong cho các em bạn nhỏ đạt được cái trình độ khép nên đạt được kết quả, thì Nga muốn chia sẻ như thế này là kết quả của các em đó là đạt ngoài sức tưởng tượng của Nga. Là có một bạn, Nga cũng xin giấu tên, Nga không thể nào nói tên ra, là bạn đó tuy mới là mới có lớp 5 nhưng mà hiện giờ bạn đó thi, nếu như Nga nói là cái trình độ mà vào cái thời điểm này chỉ là thời gian đầu của cái lớp 5 thôi, mà mới vừa xong cái học kỳ 1 mà bạn đó thi được cái khép nằm trong chuẩn, mà Nga thấy như thế là good rồi. Có nghĩa là bạn đã thi chỉ tầm khoảng là 128 đến 110, thì cái mức đó là Nga thấy là tạm ổn đối với những em mà đang lớp 5. Thì để mà được cái kết quả khoảng tầm đó, từ cái điểm đó trở lên kể như là nó đã pass qua cái trình độ khép. Và Nga có một bạn thi lên đến là mức là 130
trên 130 là nhớ mang máng gì á, mà bạn đó đạt được trong cái chuẩn là chuẩn B1 nha. Thật là ngạc nhiên luôn á, vì cái em này, cái em đó thì nó đã bạn nhỏ đó thì bạn đó mới học xong cái của trình độ của lớp 5, thì bạn đó ôn luyện chỉ trong vòng 1 tháng 1 thôi, bạn đó đã áp dụng theo những gì mà mình hướng dẫn, thế là bạn đó đã đạt được. Nhưng để được cái trình độ mà khét mà thi đậu thì Nga phải yêu cầu ba mẹ như thế này, là ít nhất là qua các em đó phải được test qua trình độ Flyer và có nền tảng của Flyer, và khi thi Flyer thì các bạn nhỏ đó phải đạt chuẩn ít nhất là từ 13 cho đến 15 khiên. Tại vì sao? Vì cái đó là cái nền tảng cơ bản nhất để mà có thể cho bên khi CAT có cái kết quả tốt. Và khi mà đã đạt được cái trình độ mà Flyer đạt 13 đến 15 thì khi ôn qua CAT rất là đơn giản. Bây giờ Nga sẽ chỉ ra cái lộ trình mà để cho ba mẹ có thể ôn cho các em ở nhà. Nếu như ba mẹ biết tiếng Anh một chút thì ba mẹ có thể cùng ôn luyện với con mình ở nhà. Ở trình độ CAT thì họ sẽ thiết kế cái bài kể như là gần giống như Flyer, nhưng nó cao cấp hơn Flyer một chút, là họ biến tấu một chút xíu cái bài của Flyer lên một cái dạng hơi khác khác một chút xíu của Flyer, nhưng họ nâng cấp lên nhỉnh hơn một chút thôi. Và khi đấy làm bài thì các em phải chú ý. Và để như thế thì trước khi mà các em mà có thể thi CAT được thì ba mẹ hãy giúp giùm cho mình là ba mẹ cứ việc ra ở nhà sách, mình mua một cái cuốn sách, ví dụ như chỉ là các anh chị có thể mua cuốn Grammar in Use hoặc là cái cuốn Grammar mà Basics của Oxford. Ba mẹ cho các em về nhà làm và tự đọc cái bài trong cái grammar đó và hiểu và làm bài. Tại vì trình độ bắt đầu từ Flyer trở lên, khi mà đạt được cái mức Flyer là 13 đến 15 khiên là các em bắt đầu đọc những cái giải thích, những cái gì trong đó đã được hiểu. Và cộng thêm là ba mẹ biết tiếng Anh thì ba mẹ sẽ giải thích được cho các em một chút nữa là hoàn toàn good. Còn trường hợp ba mẹ không rõ, không nắm thì ba mẹ có thể tìm hiểu thêm, và có thể ba mẹ sẽ hỗ trợ hoặc là có ai đó biết tiếng Anh sẽ hỗ trợ các em ôn về phần grammar. Nó tóm lại là cái phần grammar phải ôn ở trong cái trình độ CAT một chút. Vì trong trình độ CAT nó có những cái cấu trúc mới cần phải được giải thích ở Flyer người ta không, hoặc là ở Flyer hoặc là ở cấp độ lớp 5 sẽ không có học cái những cái cấu trúc đó, mà những cấu trúc đó phải học thêm vô từ trong cái sách grammar. Là việc thứ nhất đáp ứng là về grammar phải đầy đủ những cái kiến thức cơ bản dễ nhất là ôm trong Grammar in Use. Việc thứ hai đó là ba mẹ ra nhà sách chỉ cần mua cho bạn nhỏ đấy chừng khoảng 3 cuốn đề thi CAT. Để chi? Nga không muốn các anh chị phải mua hết set từ cuốn 1 cho đến cuốn 8, cuốn 9, không cần thiết. Mình chỉ mua từ 1 cho đến, thí dụ mình mua chỉ 3 cuốn bất kỳ. Tại vì CAT mà các anh chị ra nhà sách á, nó chỉ ghi thí dụ từ cuốn 1, cuốn 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Đó chỉ là cái số thứ tự cái lần xuất bản của họ thôi. Nhưng về hình thức thì tất cả các cuốn na ná như nhau. Nội dung tất nhiên nó sẽ thay đổi. Tại vì cái nguyên tắc của bên Oxford, bên Cambridge hay Oxford, người ta thiết kế cái đề á, là người ta dựa trên cái basic trước, cái cơ bản khung trước, rồi sau đó người ta mới bắt đầu trong cái nội dung, cái trình độ đó sẽ nội dung sẽ quay quanh những cái chủ đề như thế này và người ta sẽ phân bổ. Do đó là mình chỉ cho làm bài mẫu thì bất cứ cuốn nào cũng được. Sau khi các anh chị cho mua cái bộ đó về, các anh chị cho cháu làm. Và nếu như các anh chị biết tiếng Anh thì cái việc cho cháu làm đầu tiên là để cho bạn nhỏ cứ việc làm trước đi, tự bản thân nó làm theo coi nó hiểu như thế nào. Rồi sau khi bạn đó làm rồi thì Nga cũng chỉ các anh chị cái cách. Các anh chị trong mỗi từng cái cuốn khép nó sẽ có một cái answer key,
nếu như ba mẹ không biết á, để cho dễ dàng test á, thì ba mẹ mở cái answer key, ba mẹ test lại, check coi là bạn nhỏ này đã đạt được bao nhiêu điểm, và khoanh những cái câu bạn đó làm sai để làm chi. Khi đấy bắt đầu quay trở lại, mình ngồi mình giải thích là tại sao chỗ này sai, chỗ này đúng. Thì khi đó thì các bạn nhỏ đó sẽ nhớ kỹ rồi. Do đó đối với phần reading và reading, còn phần writing thì các bạn nhỏ đó phải làm một cái bài writing ngắn bằng cách là người ta cho một cái thông tin và bạn đó sau đó viết cái feedback, cái trả lời lại cái thông tin đó, nhưng số lượng không có nhiều. Ví dụ người ta yêu cầu từ khoảng chừng maximum cỡ 10 câu thì bạn nhỏ đó chỉ trả lời nội dung focus khoảng tầm đó thôi, không cần viết nhiều. Tại vì khi sao nếu mà mình không nói các em thì các em sẽ có nhiều em nó rất giỏi văn và nó viết rất là dài. Do đó là nếu mà viết dài mà đúng thì không nói gì, viết dài mà bị sai thì sẽ bị trừ điểm. Do đó rất là uổng cho nó. Do đó mình chỉ nói là chỉ người ta hỏi gì, làm gì, tập trung gì thì con chỉ trả lời như thế thôi, chứ mình không cần trả lời dài dòng quá chừng nhưng mà không đạt chất lượng. Rồi đến cái phần mà listening thì ba mẹ chịu khó mở lại cái bộ thi flyer, mình sẽ so sánh cho các em. Tại vì khi mà thi flyer á, thì nó sẽ khác với CAT, nhưng nội dung của CAT thì cũng dựa trên nền tảng của flyer, nhưng nó sẽ biến tấu hơi khó một chút xíu, mà mình phải chỉ thủ thuật để cho các em nhận ra. Thì Nga sẽ chia sẻ kỹ về cái thủ thuật để làm bài CAT như thế nào, vì chính Nga đã thử đóng vai trò của cái đứa bé và Nga đã làm bài và Nga đã rút ra được một cái cách thức. Và sau đó thì mình có nói lại với học sinh mình và mình đã chỉ các em và các em đã làm bài, nhờ vậy mới được điểm tốt. Rồi còn phần speaking thì nó giống y chang như là thi flyer, nhưng chỉ khác ở chỗ là ở flyer thì là giáo viên sẽ hỏi cái đứa trẻ, còn ở CAT thì hai bạn đó sẽ nói chuyện với nhau. Giáo viên chỉ hỏi ở khúc đầu và để tìm hiểu những cái câu hỏi như thế nào về khi CAT, những cái câu hỏi thường ngày người ta dùng trong CAT. Thì mình cũng xin hứa là mình sẽ làm những đoạn clip kế tiếp và nói kỹ trên một cái kênh này hoặc là kênh khác về cái cách thi speaking của môn CAT, và mình chỉ cơ bản thôi. Và một điều là ba mẹ đừng chú trọng một điều là khi mà làm cái bài đó là chỉ bài mẫu. Do đó nói với con mình là tại vì Nga đã từng bị rồi, là nó thi xong sống ra nó gặp mình, nó hỏi ủa sao miss, sao đề thi này không giống đề thi miss cho. Thì mình có giải thích nói là nếu như cô mà cho con cái đề mà con thi vô con gặp lại cái đề giống vậy, chắc là cô phải qua bên kia ngồi thôi, chứ cô không có ngồi đây với con. Do đó là ba mẹ cũng phải nói là cái này chỉ là dạng đề mẫu. Và khi đấy thì các em đã được luyện kỹ 3-4 cái kỹ năng qua khoảng 3 bộ sách CAT, là Nga đảm bảo là các em đó sẽ thi điểm rất an toàn và chắc chắn là sẽ đậu, với điều kiện các em đó phải có làm bài thật trước để cho quen cái dạng. Còn khi vô bài thi thì lúc đó khi mà nó đã làm quen rồi thì khi vô thì tự nhiên cái hình thức, cái cách thức làm bài như thế nào ra sao thì lúc đó các bạn nhỏ sẽ tự vận dụng được. Và Nga cũng xin chia sẻ cho các anh chị một số cái để mà có hỗ trợ các em gấp rút trong cái khoảng thời gian này. Vì cái thời gian này là cái thời gian từ tháng 3 cho đến tháng 5. Đa số là ba mẹ mong muốn là các bạn nhỏ phải có bằng. Và nếu các anh chị nghe nói luôn, Nga cũng nói sơ qua, nếu mà con của các anh chị là rơi vào lớp 5, chuẩn bị qua lớp 6, thì Nga khuyên các anh chị khoảng tầm thời gian này các anh chị nên cho các cháu thi có bằng flyer trước. Rồi bằng CAT đó mình sẽ tính sau, sau khi có flyer rồi bắt đầu mình sẽ tiếp tục cái giai đoạn tiện thi CAT. Và nếu như đã có flyer thì cho thi CAT luôn, mình chỉ ôn luyện. Tại vì có flyer để chi? Nga nói luôn là khi thi bằng flyer thì tầm khoảng đến 6 tuần sau thì mới có kết quả. Ví dụ như mình thi vào tháng đầu tháng 3 thì tháng 4 đến giữa tháng 4, kể như Nga cho là đầu tháng 5 đi, là có kết quả. Khi đấy đã có kết quả rồi, các anh chị cộng với các em đã tốt nghiệp
Xong lớp 5 cộng với đó thì ba mẹ có thể là linh hoạt trong việc chọn trường cho con mình. Còn nếu như đã có bằng CAT nữa thì càng tốt. Ví dụ như nếu những trường hợp những em mà học sinh giỏi khá, ví dụ là nó được toàn diện đi và ba mẹ mong muốn vô Trần Đại Nghĩa, thì khi đó ba mẹ sẽ làm hồ sơ cho các em thi vào Trần Đại Nghĩa. Và cái đề của Trần Đại Nghĩa Nga thì không nằm trong chuyên viên hay là thi cử hay là luyện thi gì của Trần Đại Nghĩa, nhưng Nga mình, chính bản thân mình cảm nhận như thế này. Lúc trước cách đây 10 năm khi flyer chưa thịnh hành thì Trần Đại Nghĩa họ cho thi một cái dạng đề giống như flyer. Nhưng khi flyer đã thịnh hành rồi thì Nga chắc chắn một điều là họ sẽ không lấy flyer để mà thi. Tại vì tất cả các em học sinh giỏi mà đã đăng ký vào Trần Đại Nghĩa cái lúc đấy thì đồng thời là đã có flyer, nên đề của họ thi sẽ từ CAT trở lên. Do đó mình sẽ ôn luyện kỹ qua. Còn kỹ năng như thế nào làm sao thì ba mẹ sẽ cho làm tới làm lui sẽ ấy, sẽ biết rõ ha. Do đó Nga chỉ có một số cái mà Nga thấy và Nga đã luyện cho học trò mình, và Nga cũng xin chia sẻ với các anh chị và các bạn. Và cái việc luyện thi này chỉ là một phần cho cái công việc của mình, để cho mình không thể nào quên tiếng Anh. Tại vì nếu mà nghĩ một cái là mình sẽ quên hết tất cả tiếng Anh, nhưng mà mình vẫn muốn giúp, muốn chia sẻ những cái điều mình đã làm và áp dụng. Tại thật sự ra là việc dạy thì không khó khăn, nhưng mà quan trọng là ba mẹ kiên trì cùng học với con. Và ba mẹ và các anh chị mà có biết rõ hơn cụ thể chi tiết như thế nào thì các anh chị có thể đăng ký và hỏi Nga trong cái đoạn video ở phía phần phía dưới, thì những điều đó Nga sẽ trả lời cho các anh chị. Và những cái video sắp tới của Nga, Nga sẽ làm chủ yếu sẽ focus vào những cái chương trình luyện thi cho ba mẹ, để ba mẹ dễ dàng và hướng dẫn con em mình. Và Nga xin gửi lời chào tất cả mọi người và cảm ơn tất cả anh chị đã theo dõi.